Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp một clip đó là sao chép đối tượng thứ tự tăng dần trong AutoCAD. Một clip rất là hay và mình mới sưu tầm được. Thế thì đây là bản vẽ AutoCAD mở trên 2018, mình sẽ làm ví dụ cho các bạn. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ cho thả cái clip này vào trong CAD này. Đó, thả vào đây và chọn Always Load như vừa rồi. Được chưa? Và lệnh tắt của lệnh này chính là CS, lệnh tắt của cái clip này. Em mình đã để cho nó ở trong chống ngoặc ở đây. Khi bạn tải về ở dưới link mô tả video, bạn chỉ việc vát vào và gõ CS, chúng ta có thể thực hiện được giống như trong video. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những tính năng mà nó mang lại cho ta gồm những gì nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở AutoCAD lên. Và cái clip này có chức năng là sao chép số thứ tự tăng dần. Thế thì chúng ta sẽ copy một cái text ra đây. Hoặc là các bạn có thể viết chúng ta sẽ copy cái text này ra đây. Lệnh CO này. Chợ. Để mình làm mẫu. Thì số thứ tự bao gồm như nào? Ví dụ như là số 1 chẳng hạn, đúng không ạ? Chia file là gì? Có hai chữ số 0102 chẳng hạn, đúng không ạ? 0304 hay 1234 này, mình sẽ thử test xem nó sẽ như thế nào. Cho thứ ba đi, mình sẽ để một theo hạng cột như này, đó là dạng chữ, ví dụ như chữ A nhỏ, được chưa? Thì nó có đánh được ra text hay không. Được. Tiếp theo đến là mình cũng sẽ copy thêm một cái nữa, đó là chữ in hoa, được chưa? Đấy, tùy theo các bạn muốn đánh chữ thường hay chữ in hoa. Đấy. Trường hợp cuối cùng nữa mình nghĩ có lẽ là kết hợp cả số cả chữ đi, được chưa? Ví dụ như là một a đi, đúng không ạ? Hay là gì? Ngược lại một lần nữa là a 1, được chưa? Đó. Thì những cái trường hợp này mình nghĩ là những cái trường hợp đại diện điển hình được cho cái dạng text của chúng ta, được chưa? Thế cái chức năng lệnh này đó là CS, lệnh là CS và chức năng là sao chép số thứ tự tăng dần. Thì nó sẽ như thế nào khi chúng ta sử dụng cái lệnh này? Được chưa? Kết quả cho ra như thế nào? Ở đây các bạn sẽ có lệnh là CS như một lệnh bình thường, được chưa? Ok, CS. Mình sẽ thử với cái text đầu tiên này đi, mang giá trị là số 1 ở đây. Mình gõ CS, nó chọn đối tượng, đó. Ở đây các bạn sẽ chọn cái điểm đặt, được chưa? Cái điểm đặt đầu tiên và bạn đặt vào vị trí thứ hai, đó. Thứ ba, các bạn thấy sao? Nó vừa copy và nó vừa tăng dần, đúng không ạ? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, được chưa? Đó, các bạn làm liên tục như vậy. Thì ví dụ cho áp dụng trường hợp này thì chúng ta có thể đánh số cầu thang được, đúng không ạ? Hoặc là đây, hoặc là đánh cái số kiểu trục ở đây. Nếu như bạn nào mà không muốn làm block attribute đánh số tự tăng dần, thế thì bạn có thể là đánh ngay bằng text thường và sử dụng lệnh copy này, rất là tiện. Hoặc đánh số thép dầm hay là cột hay là số bậc cầu thang, vân vân, được chưa? Những cái trường hợp mà liên quan đến cái việc mà các bạn đánh số tự tăng dần như này. Ok, mình nghĩ rất là hay. Và số thì mình nghĩ là nó sẽ không giới hạn đâu. Đấy là trường hợp thứ nhất, đây CS. Mình đánh lại một hai số điển hình nhé. Mình sẽ đánh lại hai số điển hình và bật F8 lên. Đó. Thì nó cho chúng ta kết quả như này. Trường hợp 2 là lệnh này nó áp dụng như nào khi mà nó có từ hai chữ số trở lên, đúng không? CS. Đó, tiếp tục này. Mình cầm một điểm nắm vào đây. Đối với lệnh này thì trường hợp nó có thêm số đâu không ở đầu thì chúng ta đánh thì vẫn là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 như vừa rồi. Đấy. Mình đánh lại một lần nữa nhé. CS. Thì số thứ tự nó vẫn tăng, đúng không ạ? Tuy nhiên cái giá trị không ở đầu thì nó sẽ hiểu là nó sẽ không có, nó tính là vô nghĩa và nó vẫn cho kết quả giống như bên trên, chưa? Đó. Thế thì trường hợp mà bạn đánh 01, 02, 03, 04, 05 thì trường hợp này là không khả thi rồi. Tiếp theo nữa đó là đối với dạng chữ, chữ text là chữ thường, mình sẽ đánh là CS, các bạn sẽ đánh B, C, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Dạng chữ thì nó cũng đánh được cho ông ta A, B, C, D, E, F, G, H, K, đúng không ạ? Nhưng mà cái dạng chữ này thì nó sẽ có giới hạn, đó là
nó chỉ có khoảng 24 hay là 36 chữ cái thôi ạ. Mình không nhớ bảng tiếng Việt nhưng bao nhiêu chữ cái nữa các bạn. Nó đánh hết cho ta đây. Và đánh hết bảng chữ cái rồi thì nó lại đánh sang số thứ tự 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đó là đối với chữ thường. Liệu rằng thì cái chữ in hoa này nó cũng là kết quả tương tự. Ok, cũng là ABC. Và nó cũng copy theo dạng là chữ in hoa luôn trong ta. Khá là hay, được chưa? Và cũng đánh đến đấy, X, Y, Z đúng không ạ? Và sau cái dạng chữ số à chữ thì nó sẽ quay sang cái dạng là chữ, các bạn copy liên tiếp. Tiếp theo đến là dạng kết hợp, đó là tích chữ số ở đầu và chữ ở sau. Thế thì dạng CS này nó sẽ có kết quả như thế nào? 1B đúng không ạ? 1A, 1B. 1 Ok. Làm lại nha, CS này. 1B này. 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, đấy nhỉ? Vậy thì các bạn để quan sát đây là gì? Giá trị đầu tiên, nếu như không phải là có số 0 nhé, bắt đầu từ số 1 trở đi hoặc là một số bất kỳ trở đi khác bên số 0 thì nó sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên thì cái số thay đổi nó sẽ nằm ở phần sau, được chưa? Phần sau thay đổi, đây, A, B, C, D, E, F. Phần giá trị từ trước, tức là cái tiền tố nó sẽ giữ nguyên, hậu tố thay đổi. Nó khá là hay, được chưa? Tiếp theo đến là gì? Trường hợp là chữ đứng trước và chữ số đứng sau thì nó sẽ đánh kiểu gì? Liệu rằng nó có thay đổi cái giá trị bên sau hay là nó sẽ thay đổi ở trước hay là cả hai? Chưa? Ở đây mình tiếp tục là có lại CS. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Chưa? Đó. Trường hợp này thì cũng giống như bên trên thì cái tiền tố nó sẽ giữ nguyên. Đây. Và cái giá trị thay đổi là cái hậu tố chữ số. Thế thì cái chữ số này thì nó là nó sẽ không có nó giới hạn. Vì vậy các bạn đánh thoải mái luôn. Và đây là mình vừa test cho các bạn một clip vô cùng là tuyệt vời. Đấy, vô cùng tuyệt vời. Như trường hợp này các bạn đánh luôn là 1 2 3 được chưa ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì áp dụng với trường hợp này rất là hiệu quả, được chưa? Hoặc là đánh với trường hợp là A B C D E F GH, được chưa? Đối với những cái dạng dấu phẩy này thì bạn sẽ phải chỉnh sửa riêng từng đối tượng để ta có thêm dấu phẩy này, được chưa? Nhưng đối với cách đánh thông thường thì chúng ta hoàn toàn có thể có được một kết quả rất là tuyệt vời. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với bạn một clip đó là sao chép thứ tự tăng dần và lệnh tắt của nó là CS, được chưa? Nó rất là tuyệt vời như vậy. Ngoài ra thì mình sẽ xin chia sẻ thêm cho bạn nữa một cái mẹo, một cái thủ thuật mới về clip nữa. Đó là trong trường hợp mà các bạn ở trong bản vẽ các bạn đã có một cái clip khác có lệnh là CS rồi, hoặc là có một cái tên lệnh nào đó mà bạn đặt lệnh tắt là CS. Thế thì khi bạn load cái lệnh này vào thì có thể nó bị trùng tên lệnh, đúng không ạ? Thế thì các bạn phải sửa tên lệnh này đi trước khi load vào để chúng ta nó không bị trùng lặp với các lệnh có sẵn trong két hoặc là những cái clip các bạn đã load sẵn vào trong két rồi. Thế bạn làm sẽ như thế nào? Tại đây các bạn có cái clip này, bạn chỉ việc tích loop vào thôi. Thì đây là cái ngôn ngữ ở bên trong, cái ngôn ngữ lập trình của clip đó, được chưa? Thì các bạn chỉ cần thấy là ở trong đây nó có một cái dòng là lệnh CS. Đây, chính ở đây các bạn thấy cái dòng defunct C này và hai chấm này, lệnh là CS. Thì đây chính là cái tên lệnh của clip này. Và các bạn biết chúng ta cần phải làm gì rồi đúng không ạ? Khi bạn tìm thấy dòng này ở phần bên dưới một chút, bạn kéo dưới này. Thế thì tại cái phần defunct C hai chấm này, thì đây chính là tên lệnh vừa rồi chúng ta vừa nhập. Như mình vừa nhập vừa rồi. Thế thì các bạn có thể là thay đổi cái tên này đi, ví dụ là KK chẳng hạn, được chưa? Đây là mình đang ví dụ nha, các bạn phải đặt một cái tên lệnh khác mà bạn mong muốn làm sao cho nó nhanh gọn nhất. Đó, sau đó bạn ấn Ctrl S là save nó lại. Và bây giờ thì bạn phải kéo thẳng clip này vào. Đó. À không được, ở đây mình vẫn lưu clip cũ nên các bạn sẽ tắt nó đi. Và các bạn mở một file mới này. Chưa, tại vì cái giá trị clip cũ nó vẫn nhận. Ở đây mình sẽ kéo thả lại cái clip này. Đó, bây giờ mình gọi là K, được chưa? KK đây. Đó, bây giờ mình sẽ copy cái text này ra. À, KK, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta đã có một clip với tên lệnh là KK và chức năng nó vẫn tương tự như khi nãy chúng ta sử dụng, được chưa? Đó, thì đây là cái một clip rất là hay và mình hy vọng nó sẽ giúp ích được rất nhiều trong cái công việc của các bạn. Ở đây mình sẽ đổi lại nó là CS.
bởi vì cái lệnh CS này không có bị trùng với tên lệnh nào trong cái bộ lệnh của mình hiện tại mình đang dùng. Ok, đây là một số những thủ thuật mình đã chia sẻ và clip vừa rồi. Chúc các bạn sẽ áp dụng thật là hiệu quả vào trong cái công việc của mình. Và không quên hãy like, tạo mình một like và chia sẻ cái video này đến tất cả các bạn bè nếu như bạn thấy nó thực sự là hữu ích. Ok, xin chào tất cả các bạn. Bye bye.